Trung tâm giảm béo công nghệ cao America Clinic bị xử phạt trên 190 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động 4 tháng. Ngày 12 tháng 5, ông Tăng Trí Thượng, giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết thanh tra Sở Y tế vừa có các quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Lâm Minh, nơi trung tâm giảm béo công nghệ cao America Clinic hoạt động. Đây là trung tâm giảm béo thuê người nổi tiếng dàn dựng các video clip giảm béo sai sự thật. Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xác định tại địa điểm kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Lâm Minh trước đó được cấp phép hoạt động phòng khám chuyên khoa da liễu. Tuy nhiên, tại đây lại trưng bảng hiệu khổng lồ ghi America Clinic chuyên hoạt động giảm béo siêu tốc. Cụ thể, ngoài việc không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi được cấp phép khám chữa bệnh, America còn cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn. Sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề và quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi quảng cáo theo quy định. Quá trình thanh tra, thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh còn phát hiện hàng loạt kỹ thuật viên làm việc tại trung tâm America vào vai bác sĩ để khám chữa bệnh trái quy định. Với các vi phạm này, công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Lâm Minh thực chất là America bị xử phạt 193 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 4 tháng.